phán về ngày đó. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và cách hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra giữa họ và phán: Bình an cho anh em. Này thầy đây, đừng sợ. Nhưng mọi người đều bối rối, tưởng mình trông thấy ma. Chúa lại phán: Sao anh em bối rối và lòng anh em lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân của thầy, chính thầy đây. Hãy sờ mà xem, ma đâu có xương thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân cho họ xem, thấy họ vẫn còn chưa tin và vì vui mừng mà bỡ ngỡ. Chúa liền hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Họ dâng cho người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn dư lại cho họ. Đoạn người phán: Đúng như lời thầy đã nói với anh em khi thầy còn ở với anh em, đó là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về thầy trong luật Môi-se, trong sách tiên tri và trong các thánh vịnh. Rồi người mở trí cho các ông am hiểu kinh thánh. Người lại nói: Có lời chép rằng Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba người sẽ từ cõi chết sống lại, rồi phải nhân danh người mà rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Jerusalem. Còn anh em sẽ làm chứng nhân về những điều ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta lui lại tuần trước. Bởi vì suốt tuần này, nghe tông đồ công vụ nhắc lại những sự kiện Phêrô làm. Mà cách đây một tuần thôi, Phêrô không nói được trước công chúng, không có lòng can đảm, không có sức thuyết phục. Nghe lại, sau khi chối Chúa xong, tin mừng thuật lại rất rõ, nhất là của Ma-cô. Những giây phút rất ngắn ngủi sau khi ông ấy chối xong, lúc đó gà gáy lần thứ hai, ông Phêrô sực nhớ điều Chúa Giêsu đã nói với mình: Gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Ma-cô chấm. Thế là ông ra ngoài òa lên khóc. Ma-cô 14:72. Thế là ông òa lên khóc. Một người đàn ông dân chài dầm sương giải nắng òa lên khóc. Cái câu văn ngắn ngủi này nó quyết định toàn thể cuộc đời của Phêrô sau tiếng gà gáy. Từ bây giờ ông biết ông không còn được nghe lời Chúa khuyên bảo, răn đe hay có khi mắng nữa. Ông biết bây giờ mất rồi. Ông chỉ còn nhớ lại những lời thầy dạy, cho nên kèm với cái hối hận đã hèn nhát chối thầy là cái nỗi tiếc thương, ông khóc. Bây giờ không còn ở bên cạnh Chúa nữa để nghe, để nhận những lời chỉ giáo. Cuộc đời của ông giờ sẽ ra sao? Những ngày mà thầy trò đi bên nhau chấm dứt rồi. Bởi vì ngay tối hôm đó, thầy đã bị bắt trước mặt ông. Ông can thiệp vụng về rồi bỏ chạy. Rồi thầy bị điệu vô trong nhà các tư tế để bị sỉ vả, hành hạ. Rồi sáng hôm sau bị đánh đòn, bị lăng nhục, bị đóng đinh, treo lên trên thập giá, chết. Từ nay Phêrô biết mình mất thầy, mất sự hiện diện hữu hình về vật lý của thầy. Phêrô đã biến đổi cuộc đời bằng cách suốt tuần nay chúng ta nghe ông ấy giảng rất là khéo léo. Hỡi dân Israel, hãy nghe những lời này.
Ngày hôm kia chúng ta nghe Giê-xu Nazareth là đấng được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với các ông bằng những quyền năng mà vân vân các ông đã giết chết. Rồi hôm nay ông lại nói sách tông đồ công vụ thuật lại là nghe xong họ lòng họ như bị đâm thấu, cho nên họ nói chúng tôi phải làm gì. Qua bài diễn văn thứ nhất thôi, Phêrô đã gom về cho Chúa trên 3.000 con chiên. Rồi câu chuyện hôm nay, ông đi vào cổng thành từ hôm qua, ông chữa lành cho một người bị bại liệt hay bị què. Ông nói tiền bạc tôi không có, của cải tôi cũng không, nhưng điều tôi có là Đức Giê-xu Ki-tô. Ông nói điều tôi có nghĩa là có Chúa ở trong ông. Những tháng trước, tuần lễ trước, ông ở bên cạnh Chúa, nhưng chưa chắc ông có Chúa. Nhưng từ khi Chúa vắng mặt rồi, ông nhận rằng tôi có Chúa Ki-tô. Vừa nghe xong cái câu đó thì người què được lành. Cho nên có động từ ở cùng hay ở với và ở bên trong, hai cái rất khác nhau. Ông Gioan ngay chương 1 đã thuật lại các môn đệ đi theo Chúa. Chúa quay lại hỏi các anh tìm cái gì, chứ không nói tìm ai. Thì các ông nói thưa Thầy, Thầy ở đâu? Và Gioan kết luận các môn đệ đã đến xem chỗ người ở và lưu lại với Ngài ngày hôm đó. Lưu lại tức là ở bên cạnh, ở với. Nhưng trong những tuần cuối cùng, Chúa Giê-xu đã căn dặn và Gioan nhớ rất rõ, cho nên chính Gioan tường thuật lại. Hãy nghe đoạn sau đây: anh em hãy ở lại trong Thầy, cũng như Thầy ở trong anh em. Gioan 15, từ câu 1 cho đến câu 17, toàn cái ý đó. Rồi Chúa dùng hình ảnh cây nho, cái nhành phải ở trong cái thân để có nhựa sống. Cho nên có thể trong vườn cây dầu ông Phêrô cũng có mặt với Chúa, nhưng vì ông ở bên cạnh Chúa cho nên ông buồn ngủ, ông ngủ. Bây giờ mất Chúa rồi, ông mới thấy tiếc, mới thấy buồn. Và lúc đó thực sự ông yêu mến Chúa nhiều hơn. Nhiều khi qua cái biến cố không thể đến giáo đường, không thể lãnh nhận bí tích trực tiếp, giống y như Phêrô bây giờ ý thức ra được mất Chúa rồi, mất sự hiện diện thể lý hữu hình. Có khi trong tâm hồn quý ông bà lại là có Chúa nhiều hơn. Đây là bản so sánh ở với Chúa và ở trong Chúa. Nhìn lại cuộc đời Phêrô thôi, tôi không nói ai hết, nhưng mà nó nhìn thấy mình trong đó. Ví dụ ở với Chúa thì mình nói nhiều hơn nghe, còn mình nói và mình bắt Chúa nghe, mình bày ra đủ thứ chuyện bắt Chúa làm, mình còn hướng dẫn chỉ cho cách Chúa để phải làm nữa. Còn nếu mình ở trong Chúa thì mình đành phải im lặng để nghe Chúa nói. Rồi ở với Chúa thì mình dựa vào sức mình nói mình làm được, mình giữ nhân đức đó được, mình giữ lời khấn đó được, mình giữ lời hứa với Chúa được. Nhưng ở trong Chúa, mình biết mình toàn nói dối, toàn yếu đuối, toàn lừa gạt Chúa. Thứ ba, ở với Chúa, ở với mình đó, ở với thôi đó, tức là mình còn ở bên cạnh Chúa thôi, thì mình luôn luôn theo ý riêng của mình, rồi mình ép Chúa phải theo. Nhưng ở trong Chúa thì mình tìm hiểu ý Chúa và mình âm thầm đi theo. Rồi ở với Chúa thì đôi khi mình cản ngăn Chúa, mình ngăn cản: Thầy biết lên Jerusalem chết thì đi làm gì, vân vân. Còn ở trong Chúa thì im lặng chiêm ngắm những gì Chúa làm, rồi rút ra những bài học yêu thương từ đó. Đó là cách so sánh rất là chính xác. Nhưng tôi thích nhất là cái nhận xét mà cha tầm thường nói như thế này: nhìn lại cuộc đời Phêrô, ta thấy một điều rất rõ.
Trong trái tim ông lúc nào cũng yêu Chúa. Lúc ông ở với Chúa thì ông yêu theo kiểu người bên cạnh. Lúc ông biết Chúa đi rồi thì ông có Chúa trong tim. Cho nên lúc bị Chúa mắng rất nhiều lần trong đời, ít nhất Phúc Âm kể lại 3 lần, không bao giờ ông giận. Còn chúng ta thì sao? Những thử thách Chúa gửi đến tí xíu thôi, có thể do bệnh tật, do thất bại cuộc đời, do hiểu lầm, do gương mù gương xấu của các vị chủ chăng nữa, cái rồi chúng ta giận Chúa, chúng ta thua xa Phêrô rồi. Ngay khi vì sợ quá mà chối Chúa, ông cũng vẫn yêu mến Chúa, cho nên ngay sau đó ông mới òa lên khóc. Tại sao vậy? Tại vì Chúa ở trong tim, Chúa làm được mọi chuyện, và hãy để Chúa làm. Hãy dâng cho Chúa hoàn cảnh cách ly, không phải riêng ở đâu hết mà cả thế giới. Để Chúa ở trong tim mỗi người, đó là điều cần thiết hơn, và có thể nói đó là điều cần thiết nhất.